Xin chào mọi người đã quay trở lại với tôi Việt Nam. Thì hôm nay tiếp tục với chủ đề về cây cảnh Tết. Thì hôm nay là đi quay cho mọi người đây là cây quất Tết này. Đây. Đấy. Thì cây quất này ấy, thì thường là vào những cuối đầu tháng 10, cuối tháng 11, tháng 12 hàng năm là bắt đầu là chuẩn bị cho vụ quất Tết hàng năm rồi. Đây quả. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn xanh. Đấy. Thì quất này thì đang được quay tại Bình Minh, huyện Khoai Châu, tỉnh Yên. Thì các bác nào có muốn nhu cầu mua quất thì cảnh thì có thể về trực tiếp tại nàng này. Từ tại xã Bình Minh, huyện Khoai Châu, tỉnh Yên ấy, thì có thể tới các nhà vườn có thể mua. Thì nói qua về cái quất này một chút thì là khi mà có một cây quất ở trong nhà hay là tại các cái gia đình vào Tết, vào ngày Tết thì nó sẽ đem lại sự tài lộc này, sự thịnh vượng này, may mắn này, dồi dào sức khỏe cho gia chủ. Bởi vì là cái quất này nhá, cái quất này là nó màu vàng ấy, nó tượng trưng cho cái chữ tiền tài đấy. Cũng tùy theo quan điểm của từng người, thì có người thích quất này, có người thích đào này, nhưng với cá nhân tôi thì quất đào đều được. Đấy. Nếu mà có cả quất cả đào thì tốt. Cái hoa đào ấy thì nó cứ nó nở nó màu đỏ. Đấy. Màu đỏ. Còn cái quất màu vàng ấy thì cái màu đỏ thì hai cái nó làm cho cái không gian trong gia đình hay là vào những cái ngày Tết ấy, thì nó có khả nó giúp cho mọi người có thể là nó cảm giác là có cái không gian nó đẹp hơn đấy. Cũng còn tùy, có người thích chơi quất, có người thích chơi đào. Còn tôi thì năm nay mà chơi đào rồi thì sang năm chơi quất, còn năm nay mà chơi quất thì sang năm chơi đào. Mà cũng có thể là 2 năm chơi đào, 2 năm chơi quất, cũng tùy thôi, còn tùy thuộc vào cái túi tiền của mình. Nếu có tiền thì chơi cả đào cả quất thì là tốt nhất đấy. Quất này thì đây là những cái chậu quất chum đấy, những chậu quất chum. Còn đâu là có những cái hàng quất đất nữa cơ. Nhưng mà hiện tại là cái hàng quất đất thì tôi chưa đi quay được. Thì có những cái vườn quất chum, đây là thường thường là những cái cây quất chum. Đây, chum khá là to này. Đấy. Đấy, chum. Đây còn bên này thì bé hơn. Bên này bé hơn. Đấy. Hơn. Thường thường quất này thì cứ làm theo cái kiểu siêu siêu đi. Nó chéo chéo đi xuống. Đó, chéo chéo xuống này. Tí này. Xong rồi đi lên. Đấy. Xong là những cái cây cành này này, những cái cành này sau này nó sẽ, đây là ra hoa này. Đấy, nó sẽ có một cây quất mà đạt chuẩn theo tôi thì là có quả chín này. Đây quả chín này, đây bọn này giờ đang ương thôi. Quả chín này, quả những quả non này. Xong là lại có hoa và lộc. Đấy. Đây những cái cao vút này. Thường thường mọi người cứ bảo là hỏi giá cái quất này thì thế nào. Thì nói thật rằng là hiện tại là nó chưa đến mùa vụ ấy. Nó chưa đến mùa. Phải đến cuối tháng 11, tháng 12 hàng năm cơ thì nó mới có giá được. Nhưng mà các bác mà đến đây mua trước ấy, thì có thể là còn nếu mà nhà với cái giá hợp lý mà nhà chủ người ta bán thì cũng có thể mua. Nhưng mà nếu mà đợi đến tầm cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm thì sợ rằng là nó bắt đầu là nó có cũng có thể là bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu cung cầu của thị trường cơ. Đấy, nếu mà bán, nếu mà được ấy, nếu mà nó chạy thì bán nó nhanh. Còn nó chậm thì bán khó, mà mua từ bây giờ nó rất là khó. Mua từ bây giờ thì biết cuối năm nó có bán chạy không. Đó. Nó có bán chạy không, nếu mà không chạy năm nào thì này thì lại bị đọng lại. Nó rất là khó. Nhá. Đây này. Quả rất là sai nhá. Thực ra bây giờ quay quả xanh quá. Nếu mà đợi mấy hôm nữa mà nó chín cơ. Đợi mấy hôm nữa. Đợi mấy hôm nữa mà nó chín ý, thì có thể nhìn quay lên cái hình này nó đẹp hơn. Đấy. Những cái giá thể này nhá, những cái giá thể này là thường thường là những cái hữu cơ nhá, làm bằng từ bột ngô với cả bột đỗ. Đấy, đỗ đây. Bên này lại vườn khác sai. Rất là sai. Bên này là chum to hơn, bên này chum to hơn đây, cả một cánh này. Còn bên này chum bé hơn này. Nhìn. Đấy, đây này. Nhưng những cái chậu này thì để trong nhà được này, hay là những cái không gian mà nó hẹp ấy, đây này. Những cái không gian nó hẹp thì có thể là những cái chậu nhỏ này được. Đấy.
Đẹp chưa? Thực ra là bây giờ nó vẫn xanh quá, vẫn xanh, nhưng mà nếu mà đợi đến cái hôm nào đến cuối tháng 11 đầu tháng 12 mà nó chín nhá, thì dọc cái này nhìn nó vàng óng ấy, nhìn trông đẹp lên bao nhiêu luôn. Đây là đi quay sớm một chút này, đây vẫn còn sương này. Đây là chùm bé bé này thôi, đấy, chùm bé thôi, xem nào, chậu ở chùm này 1, 2, 40 tính cả cây nó rơi tầm 1m đến 1m2, một đứa cái nó sai quả đấy. Còn cái bên này là cái cuốt giống này. Cuốt giống để chuẩn bị cho cái cuốt đấy này là chanh à? Chanh hay sao chứ? Chưa nào? Chanh không phải cuốt. Chanh thôi, không phải cuốt đâu. Đây, rất là đẹp. Đây. Đấy. Mà nếu mà nó chín thì nhìn nó đẹp hơn. Thực ra có nhiều lắm. Đằng đằng trên kia có mấy cái vườn nó đẹp lắm. Thì có thể là, nhưng mà nó, các bác nông dân chưa dậy sao ấy. Còn chưa dậy sao ấy. Đấy. Nên là chưa vào xin vào quay được. Làm nông dân là tuy vất vả một chút nhưng mà nó chủ động về thời gian. Thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ, nắng thì nghỉ mà mưa cũng nghỉ, lúc nào mát mát thì đi làm thôi. Đấy, còn đây là một dọc. Đấy. Đây này. Đoạn này đi nhanh một chút đấy. Ô, bên này được cái nó ấy này. Được cái nó chín nhiều phết này. Đấy. Thôi ăn chua lắm. hôm nọ ăn thử quả chua lắm. Đấy. Cái này nhá, vừa chấm được thịt gà, thịt kia các thứ này, cuốt này này, vừa chấm thịt gà vừa làm cảnh được. Đấy. Đi lúc sáng đi quay ướt ướt hết quần, nó vẫn còn xương này. Và vào cái mùa cuối năm rồi nó hay có xương, ướt hết cả quần. Đấy, cái chùm. Đấy chùm. Để lúc nào thì tôi có thể đi ra tôi quay cái vườn cuốt đất cho mọi người. Cuốt thì nó có cuốt chùm với cả cuốt đất nhá. Đây, những cây như bên kia là cuốt đất này. Cuốt đất này nó ở dưới thì nó đánh, nó không được. Thì phải tầm cuối năm mới đánh cơ. Còn bây giờ những cái hàng cuốt chùm này thì có thể là bây giờ mọi người mà có... xem nào, có cái gì nhỉ, người ta gọi là cái gì quên xứ mất rồi. Có tóm lại là mọi người có cái đất rộng ấy thì có thể mua cái này về để ở nhà trước được, tự chăm sóc. Cái này bây giờ có cần gì đâu, ngày tưới 2-3 lần cái là được, bởi vì là nó chất dinh dưỡng nó đã có hết ở trong các cái chùm rồi. Xong là bây giờ về chỉ cần tưới là đến cuối năm tự nó chín thôi mà. Còn bên này là cái hàng cuốt đất này. Cái hàng cuốt đất này nhá, hàng cuốt đất này thì lại phải tầm gần cuối năm mới đánh bán được cơ, chứ không héo hết. Đấy. Rồi. Thì đây này. Khi nào mà nó chín rộ thì tôi có thể đi quay. Đây hoa này. Rực này. Trắng này. Hoa trắng này. Đấy. Thì video này kết thúc tại đây. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì có thể để lại một like và một chia sẻ và một đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm nhiều hơn. Và nếu muốn mình làm về nội dung về cây cảnh gì hay loài hoa gì thì có thể để lại ở dưới ở phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.